lên 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 lên. Lên lên. Ừ. Rồi hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một em cái hậu vệ của Red Bull. Em cái này hiện tại là 2 tháng 8 ngày, trọng lượng nó khoảng 7-8 kg. Đã hoàn thành mũi 2, sẵn sàng chuẩn bị về nhà mới. Đây là một em cái rất lông rất là dày, chân tay khá là to, dáng rất là khá là liền lạc. Hậu vệ của Red Bull thì bộ lông của nó rất là dày. Đây, mõm cũng khá là hợp. Thằng kia em rất là tốt. Đây là một trong những chú bẹt rê con. Hậu vệ của Red Bull lông khá là dài.